Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với S News và ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình cập nhật lại tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Suboi xuất hiện trong chương trình Rap Việt với cương vị là huấn luyện viên với những màn tương tác cực kỳ là duyên dáng và đáng yêu. Chính vì luôn xuất hiện đầy ấn tượng nên là cô được giới truyền thông chú ý đến. Nhưng không may thì những thông tin không đúng về từ tư của cô cũng đã bị lan truyền. Và mới đây nhất thì cô cũng đã phải bức xúc lên tiếng đính chính chỉ vì trang báo đăng tải rằng bố cô đã mất. Nhưng sự thật thì không phải là như vậy. Và những thông tin khác thì ngay bây giờ hãy cùng với SNE tụi mình tìm hiểu. Xuất hiện trong chương trình Rap Việt với cương vị là huấn luyện viên, cái tên Suboi một lần nữa gây sốt mạng xã hội bởi những màn tương tác cực kỳ là dễ thương, nhận được nhiều sự yêu mến chỉ vì cách nói chuyện đáng yêu đối lập với là phong cách cool ngầu trên sân khấu. Cũng chính vì màn trở lại đầy ấn tượng này tại Rap Việt mà Suboi đã nhận được nhiều sự chú ý, không chỉ là công chúng mà còn là giới truyền thông. Bên cạnh những luồng thông tin chính thống thì một số tin tức không được xác thực được chia sẻ khiến Suboi bức xúc. Mới đây thì Suboi đã chia sẻ lên fanpage bài viết đính chính về hành động giật tít viết sai thông tin về bố cô. Được biết thì nguồn tin này viết rằng bố cô đã qua đời khi mà cô còn rất nhỏ. Cô phải sống trong gia đình gia cảnh khó khăn, bị bạn trai bạo hành. Tuy nhiên thực tế thì hiện bố cô vẫn đang nghỉ hưu, làm các công việc xóm phường bình thường, cùng mẹ đi từ thiện và chăm cháu, quản lý một cửa hiệu massage. Thông tin sai lệch này đã khiến cho nhiều khán giả hiểu lầm và Suboi đã phải lên tiếng rằng Suboi xin một lời thỉnh cầu đến từ cư dân mạng mình đừng ủng hộ những cú click và dung nạp thông tin cho những thể loại tựa đề như thế này nhé. Tôi có kể chuyện rằng bố tôi ở độ tuổi trung niên đã trải qua một thời gian nhiều biến cố xảy ra cùng một lúc, mất việc và bị tai nạn xe cộ. Vậy mà hôm nay khi đào lại thì họ lại dám viết tựa đề như vậy đó. Suboi hy vọng rằng những người nắm trong tay công cụ truyền bá thông tin hãy kèm thêm một trách nhiệm quan trọng, đừng gieo rắc tin rác, cùng nhau xây dựng xã hội chú ý đến những điều lành mạnh, điều đáng được quan tâm. Dưới phần bình luận thì nhiều fan cũng bày tỏ sự không đồng tình và khuyên cô là có những hành động cứng rắn hơn để ngăn chặn sự tràn lan những thông tin sai lệch như thế này. Vấn nạn giật tít câu view và những thông tin không đúng sự thật cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn để tránh gặp những trường hợp tương tự. Và tụi mình là SNE, mọi người đừng quên like, share và subscribe để cập nhật tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.